Trước hết thì video này không chỉ nói về việc Việt Nam đã xóa nợ cho Cuba ra sao, mà còn nói về quan hệ giữa hai nước trong suốt thời kỳ lịch sử. Tại sao Việt Nam và Cuba lại có mối quan hệ gần gũi như vậy dù cách xa nhau cả nửa vòng trái đất? Bài viết chi tiết và dài hơn được đăng trên tạp chí Mặt Trận, bạn có thể xem chi tiết dưới phần mô tả. Cách đây hơn 60 năm, vào thời điểm nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì ở phía Tây bán cầu, nhân dân Cuba cũng phải đương đầu với sự chống phá ác liệt của các thế lực đế quốc phản động để bảo vệ chính quyền non trẻ do Tổng tư lệnh Fidel Castro đứng đầu. Những nét tương đồng trong tiến trình dựng nước và giữ nước, cũng như những khát vọng, lý tưởng và truyền thống đấu tranh hào hùng vì dân tộc, tự do mà hai nước cùng chia sẻ, chính là nền tảng cho mối quan hệ tình nghĩa đặc biệt giữa hai dân tộc. Có thể nói, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Mối quan hệ tốt đẹp này đã được các nhà lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các thế hệ lãnh đạo Cuba và Việt Nam dày công vun đắp. Tổng tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro, người học trò và cũng là người kế tục xuất sắc tư tưởng của anh hùng dân tộc José Martí đã khẳng định: Việt Nam và Cuba tuy về mặt địa lý cách nhau nửa vòng trái đất nhưng có nhiều điểm chung. Theo Tổng tư lệnh Fidel Castro, tình nghĩa hữu nghị hai anh em giữa hai nước đã được sinh ra và lớn lên trong tương đồng lịch sử của hai dân tộc cùng đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai dân tộc Việt Nam, Cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Tinh thần đoàn kết chung, trong sáng, đầy tinh thần quốc tế cao cả đó của Cuba đã được thể hiện vô cùng sinh động trong những câu nói bất hủ của Tổng tư lệnh Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Về phần mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định: Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà. Cuba chính là nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào tháng 12 năm 1961 và thành lập Ủy ban Toàn quốc Đoàn kết với nhân dân miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1963. Cuba cũng là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, đồng thời đặt đại sứ quán trong vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh vào tháng 7 năm 1967. Chủ tịch Fidel Castro là vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng mới giải phóng Quảng Trị, Việt Nam vào tháng 9 năm 1973, bất chấp khói lửa của bom đạn Mỹ lúc bấy giờ. Trong suốt những năm 80 của thế kỷ 20, Cuba là nước Mỹ Latin duy nhất đồng lòng cùng Việt Nam chống chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ. Cuba cũng phát động nhiều phong trào quần chúng rộng rãi ủng hộ Việt Nam thông qua các cuộc meeting, hội thảo, nói chuyện, thi tìm hiểu về Việt Nam, lập các tổ chức nghiên cứu chuyên đề về Việt Nam tại các trường đại học, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị quân đội. Đài phát thanh Cuba thời kỳ đó dành riêng một kênh phát bằng tiếng Anh sang Mỹ để giới thiệu với nhân dân Mỹ về tình hình Việt Nam cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, góp phần tranh thủ dư luận tiến bộ Mỹ để ủng hộ Việt Nam và yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Ngay từ buổi đầu cách mạng, mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, song đảng, chính phủ và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và có hiệu quả thông qua giáo dục, đào tạo nhân lực, viện trợ đường, thuốc men, phương tiện y tế, vật tư, một số thiết bị quân sự đặc chủng và 10 công trình xây dựng ở miền Bắc, nâng cấp đường Trường Sơn, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, phục vụ vận chuyển vũ khí, khí tài nặng cho chiến trường miền Nam. Sau năm 1975, Cuba tiếp tục duy trì hợp tác giúp đỡ Việt Nam về khoa học công nghệ, viện trợ xây dựng nhà máy đường Tây Ninh, cung cấp các giống cây trồng và tham gia việc thẩm định nhiều công trình xây dựng phát triển ở Việt Nam. Trong những thời điểm tình hình quốc tế, khu vực đặc biệt phức tạp, Cuba vẫn kiên định lập trường nguyên tắc cách mạng, ủng hộ Việt Nam tự vệ chống xâm lược. Tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của những người đồng chí anh em Cuba đã góp phần to lớn trong việc tăng cường thế và lực cho cách mạng Việt Nam vào thời điểm quyết định trên cả ba mặt trận: kinh tế, chính trị và ngoại giao, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân và toàn dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thái thiết đất nước.
Giai đoạn 1980-1990, Việt Nam bị cấm vận, Cuba là một trong số ít quốc gia viện trợ thuốc men, vaccine, lương thực cho Việt Nam. Sau khi mở cửa, nền kinh tế Việt Nam được phát triển, Việt Nam lại trở thành quốc gia viện trợ cho Cuba, là quốc gia tích cực kêu gọi Mỹ chống bao vây cấm vận Cuba. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác anh em chân thành, gắn bó, coi việc đoàn kết giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc. Sau chiến tranh giải phóng và bước vào công cuộc tái thiết đất nước, Việt Nam đã hợp tác giúp Cuba kinh nghiệm thắng lợi của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc chống xâm lược. Nhân dân Việt Nam đã đồng lòng chịu đựng thiếu thốn, thậm chí hy sinh lợi ích để hỗ trợ phần nào giúp Cuba vượt qua những thời điểm khó khăn của thời kỳ đặc biệt, hợp tác giúp Cuba sản xuất lúa, gạo, phát triển lương thực, tiếp tục vững vàng trước mọi âm mưu và hành động chống phá, lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, hết lòng trao đổi, chia sẻ với Cuba những kinh nghiệm về xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, đặc biệt coi trọng kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý và đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Về hợp tác kinh tế thương mại, quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở vững chắc để hai đảng, hai chính phủ, hai nhà nước quan tâm phát triển quan hệ kinh tế, thương mại thông qua các chương trình, dự án hợp tác và đầu tư. Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Cuba đạt 245 triệu đô la Mỹ. Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều vượt mức 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Việt Nam là một trong 10 nước dẫn đầu và đứng thứ hai ở khu vực châu Á về trao đổi thương mại với Cuba. Việt Nam tiếp tục bán gạo cho Cuba với nhiều ưu đãi nhằm hỗ trợ nước bạn để đảm bảo cung cấp lương thực cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Những năm gần đây, Cuba chủ trương mở rộng hợp tác với nước ngoài. Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đã sang tìm cơ hội thúc đẩy phát triển kinh doanh. Nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, số lượng doanh nghiệp Việt Nam trụ lại và có hợp tác thực chất với Cuba còn không nhiều. Tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Việt Nam có những thế mạnh trong các ngành nông nghiệp như là lúa gạo, cà phê, thủy sản, viễn thông, điện tử, tin học, điện gia dụng, hàng tiêu dùng, vật liệu và vật liệu xây dựng. Ngược lại, Cuba có thế mạnh lớn trong giáo dục đào tạo, y tế, công nghệ sinh học, dược phẩm và du lịch. Cuối năm 2017, trên cơ sở quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định xóa toàn bộ các khoản nợ chính phủ của Cuba đối với Việt Nam trị giá 143,7 triệu đô la Mỹ nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3 năm 2018. Trong chuyến thăm, Việt Nam đã tặng Cuba 5.000 tấn gạo, phê duyệt dự án hỗ trợ Cuba sản xuất lúa gạo giai đoạn 2018-2022. Hai bên cũng nhất trí đưa ra tuyên bố chung và ký kết 23 văn kiện, trong đó có 4 hợp đồng kinh tế. Trong thời kỳ Covid-19, dù Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba món quà gồm 5.000 tấn gạo và một số vật tư, thiết bị y tế nhằm chia sẻ phần nào khó khăn mà nhân dân Cuba anh em phải đối mặt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.